anh cúi nhặt chiếc vali lớn bằng da mà chị đã vứt xuống sàn để dành tay ôm hôn anh. đi thôi cô hàng sexy, về nhà thôi. chị quàng tay vào cánh tay anh và hai người cùng đi những bước thật dài. tóc chị quét trên vai anh mỗi cử động của chị nhịp nhàng với của anh. em mang về cho anh một món quà đấy. anh mỉm cười. đi đâu chị cũng mua quà về tặng cho anh anh thấy dường như em cũng mua cho mình một thứ gì một chiếc áo khoác thì phải anh thích chiếc áo này không hay nó xấu xí em chỉ sợ nó hơi nặng một chút thứ gì em mặc vào người cũng đẹp cả lạy chúa anh tử tế với em vô cùng ở nhà anh đã làm gì đánh bẹp chiếc xe rồi hả đấy em nói câu tử tế thế đấy anh hỏi em nói vậy đã tử tế chưa còn anh chị cười và anh cười theo. Không đâu, anh đổi lấy chiếc xe Honda gắn máy. Anh nghĩ rằng em thích loại xe này hơn. Ý nghĩ hay hớm đấy. Thôi anh cưng, anh làm em dùng mình rồi. Nào, nói thật cho em biết, chiếc xe hư hỏng ra sao? Hư ư, anh nói để em biết là không những chiếc xe ở trong tình trạng hoàn hảo mà còn sạch sẽ vô cùng. Tình trạng này, lúc em đi chiếc xe không có nổi đâu tội nghiệp chiếc xe dơ bẩn quá vâng em biết chị nghiêng đầu qua một bên và anh nhăn mặt em vô ơn lắm nhưng anh yêu em anh hôn lên chót mũi của chị và chị vòng ra chết trong chiếc xe bẹp xúm từ ngày ba má và đứa em trai của chị bao nhiêu chuyện khủng khiếp chẳng phải những người đó chết bạo ư má chị mất lúc đã già khá già, 68 tuổi chứ ít gì. Ba chị cũng được 70, ông chết vì buồn phiền, chưa đầy một năm sau đó. Nhưng gia sĩ không thể chuẩn bị tinh thần trước hai cái tang đó và dễ thấy chúng đã tác động đến chị như thế nào. Sau khi cha mẹ mất đi, lại tới thằng em trai, chị không tài nào lấy lại được tinh thần. Đôi khi Ian thắc mắc, không hiểu vợ mình sẽ ra sao. Ác mộng mê sảng, thật khủng khiếp. Chị cảm thấy mình rất cô đơn và khiếp hãi quá. Đôi lúc chị không còn là con người anh đã biết nữa. Đột nhiên để cung cấp cho anh. Nhưng có phần nào đó anh không tin chắc anh có thể viết văn. Nhưng việc đó vừa lòng cả hai vợ chồng. Cấp dưỡng anh, chị cảm thấy an tâm hơn. Quả thật lúc này anh là tất cả đối với chị ra si lại ngước nhìn chồng mỉm cười đợi anh đưa em về tận nhà đã em ạ à. được rồi anh yêu em em cũng yêu anh thiên hạ ngó hai người nhưng anh chị chẳng thèm để ý hai vợ chồng tiến lại nhà để xe hỏi chiếc morgan vừa nhìn thấy ra si tươi cười vẻ kiêu hãnh chúa ơi coi ngon lành quá anh đã làm gì vậy đưa rửa xe lâu lâu cũng nên rửa cho sạch và em sẽ thích kết quả đó. Ồ, anh im đi. Chị vui vẻ bá cổ anh và anh né qua một bên, nắm lấy cánh tay chị trong lúc chị cười thật giòn. Đừng đuổi đánh anh vội, hãy ngồi vào xe đi đã, nữ tặc. Anh đập vào mông chị và mở cửa xe. Đừng kêu em là nữ tặc chứ, đồ tôi, đồ công tử bột. Công tử bột hả? Có đúng anh nghe em gọi anh là công tử bột đấy không? Anh có vẻ mít lòng bước trở lại chỗ chị đang đứng. Đại cô, sao cô dám gọi tôi bằng danh từ đó? Nói đoạn, anh nắm chân chị nhấc bổng lên đẩy chị vào chỗ ngồi trong xe. Đó, và anh nói cho em biết với thân hình cao lớn của em không thể gọi là đẹp. Ian, anh là đồ tôi. Nhưng anh biết rằng chị chẳng biết lòng khi nghe nói đến chiều cao của chị. Mấy giờ chúng mình sẽ ra bờ biển, hả Gia Si em cưng? Ai nói là chúng mình sẽ ra bờ biển? Cưng ơi, em phải ra ngoài tiệm, em vắng mặt ba tuần rồi còn gì? Thì vắng mặt thêm một ngày nữa đã chết ai đâu. Em nói hôm nay em ra bãi biển với anh cơ mà. Anh có vẻ một cậu bé hờn rỗi. Quỷ sứ nhà anh, em phải lo công việc, làm sao ra bãi biển được? dễ thôi em gọi dây nói cho mấy cô bán hàng bảo họ ngày mai em mới về tới nhà thế là chúng mình giọt giản dị quá mà làm sao em có thể để phí một ngày như ngày hôm nay một ngày là một ngày kiếm sống đấy những lời như thế này anh chẳng ưa hàm ý rằng anh không kiếm sống sáng nay em tạt qua tiệm về sớm anh nghĩ thế nào được và em rời tiệm lúc sương xuống nhá, ra đi. Em chịu chơi lắm. Đúng, chịu chơi, chơi đến cùng, số rách. Nhưng chị không kịp nghe, bận xuống bếp pha cà phê, ngoái cổ đáp lại. Em hứa em sẽ rời tiệm vào lúc một giờ, anh thấy thế nào? Còn hơn không? Trời ơi, anh yêu em, thấy mồ. Em nói em xuống ký phải không? Chị mỉm cười gửi cho anh một nụ hôn một giờ trưa em hứa và chúng mình sẽ ăn trưa tại nhà lady j nằm ở tầng dưới một ngôi nhà cất theo kiểu thời nữ hoàng victoria ở cuối đường thống nhất ngôi nhà đó sơn màu vàng cửa màu trắng có một tấm bảng bằng đồng gắn ở cửa khắc chữ lady j chị đã cho gắn một bức tranh quảng cáo rất rộng ở trước tủ kiếng và mỗi tháng hai lần tự tay chị săn sóc lau chùi cách quảng cáo đó thật giản dị nhưng rất hiệu quả trong lúc lái chiếc mô gần vào lối đi, chị ngước mắt nhìn lên, coi trong lúc chị vắng nhà thì nhân viên trưng bày tủ kiếng như thế nào. Váy len màu nâu, áo sơ mi màu nâu sẫm tương phản với vẻ đẹp duyên sáng thủy mị của cô gái Nhật. Tóc cô ta đen và bóng, xõa xuống gọn gàng từ ót tới mép cằm. Cát, em cắt tóc ngắn hả? Gia si hơi sửng sốt. Mười tháng trước cô gái để tóc xõa xuống ngực, Tên cô là Kasuko, có nghĩa là hòa bình. Mỗi lần bới cao, em thấy khó chịu lắm. Chị thích kiểu tóc này không? Cô gái kiễng một chân, quay tít người thật nhanh, để tóc lúc lắc quanh đầu và mỉm cười. Cô mặc bộ đồ đen, quen thuộc, làm tăng thêm vẻ mảnh mai. Cô có vẻ dịu dàng như mèo, vì thế mới có biệt danh mà Gia Si đặt cho cô. Chị thích kiểu tóc này, dễ thương lắm, hai người mỉm cười với nhau chưa kịp nói câu gì thì đã nghe tiếng kêu vui vẻ ào ào hoan hô chị đã về đó là Gina, cô là người miền nam tình cảm tóc hung hung đôi mắt màu nâu cô mập mạp nở nang trong khi hai cô kia thanh nhã ngực nhỏ cái miệng rộng cho biết cô thích cười đùa mê trai tóc ôm sát lấy đầu thành lọn nhỏ cong cong đôi cẳng mập mạp sexy mỗi lần cô di chuyển đàn ông trông thấy muốn đứng tim và cô ưa trêu khẹo mấy ông chị đã thấy cái cắt tóc ngắn nguồn chưa em cứ trách nó hoài cô mỉm cười trề môi kéo dài câu nói cái miệng chúm chím rất đáng yêu nếu ước lúc này ra sao đẹp tuyệt khủng khiếp và đóng kinh hồn chán ngấy à đợi coi chị mua về thứ gì nhé những màu gì? Là một cô gái luôn luôn chỉ mặc màu trắng hoặc màu đen, kết lại khéo thẩm định những màu sặc sự. Cô hiểu rõ màu sắc, biết những màu tương phản, những màu có thể pha trộn, biết đủ thứ nhưng mặc quần áo màu sắc thì không. Đủ thứ màu, đẹp lắm, các em coi sẽ mê luôn. Gia Si kêu hãnh sờ những chữ trên bảng hiệu Lady Jay, Chỉ có cảm giác dễ chịu được trở lại giang sơn của mình ai trưng bày tủ kiến vậy trông nổi lắm. Gina đấy, két mau mắn chỉ bạn để ca tụng. Chị coi đặt cái kệ màu xanh lá cây chỗ này trông nổi bật không? Đẹp khủng khiếp. Chị thấy quanh chị cũng chẳng có gì thay đổi và hai chị em lúc nào cũng như một cặp song sinh quấn quýt nhau. Trong lúc chị vắng, hàng họ có bán được nhiều không? Rasi ngồi vào chiếc ghế bọc da màu nâu mà chị ưa thích. Chiếc ghế rất rộng chị ngồi lọt thỏm có thể thoải mái duỗi chân. Chúng em kiếm được nhiều tiền, có thể nói vậy với hai tuần đầu. Tuần cuối này bán hơi chậm, thời tiết đẹp lắm. Kết nhanh miệng báo cáo ngắn gọn. ra Sĩ nhận định rằng chị còn 4 tiếng đồng hồ nữa để làm việc trước khi Ian tới đón chị đi chơi ở bãi biển. Trong lúc ra Sĩ đưa mắt nhìn quanh, Gina nhanh nhẹ đưa cho chị một tách cà phê đen. Chị nhìn những mặt hàng mùa thu chị đã mua, cách đây 5 tháng, phần lớn là hàng của châu Âu. Cửa tiệm của chị trưng bày rất nổi. Hai bên tường có gắn kiếng và ở mỗi góc nhà có trưng những chậu cây kiểng. Từ trần nhà hát xuống ánh sáng màu xanh lá cây và đèn trong tiệm rất sáng. Mặt hàng Đan Mạch thế nào? Người Đan Mạch ưa ăn mặc màu đỏ, váy, áo thun, áo gió. Trong tiệm của Jassy si có ba kiểu áo gió khác nhau, lại có loại áo khoác tuyệt đẹp màu hoa anh đào rất đậm tiến người đàn bà mặc vào cảm thấy mình là người nước ngoài và hấp dẫn đó là loại áo khoác rất lớn gia sĩ cũng đã đặt mua một chiếc cho bản thân chị mặt hàng đan mạch rất tốt gina cất giọng nói kéo dài của người miền new Auckland xem vào anh ian thế nào mấy tuần nay chúng em chẳng thấy mặt anh anh chàng có tạt qua cửa tiệm một lần để lãnh chi phiếu sau hôm ra Si ra đi một ngày. Anh ấy đang để tâm viết một cuốn sách. Gina gật đầu mỉm cười hưởng ứng. Cô rất ưa Ian. Trái lại, kết chẳng tin tưởng anh chàng. Cô giữ việc sổ sách cửa tiệm. Biết rõ anh tiêu pha lẹm vào tiền của Gia Si bao nhiêu. Gina làm cho tiệm lâu ngày hơn. Cô đã hiểu được Ian và đánh giá anh rất cao. Kết là dân mới, vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác mỏng mùa nữ ước. Trước khi cô đứng bán đồ thể thao ở nữ ước, gặp chủ chèn ép quá mới quyết định di cư sang San Francisco. Mãi tới một tuần, cô đã vào làm cho Lady jay và ở đây cô cảm thấy sung sướng. Tưởng như Jassy cầu khẩn cô, cần có cô ở tiệm của chị. Cô hiểu công việc rành rẽ. Ba người đàn bà ngồi uống cà phê, tán chuyện gẫu chừng nửa tiếng. Các sư cô chỉ cho Jassy coi một số vấn đề liên quan đến cửa tiệm ghi ra giấy đàng hoàng. Có hai ông khách mới, thường đến mua nhiều mặt hàng, tưởng như muốn mua đứt luôn cửa tiệm vậy. Họ bàn luận về những mặt hàng Gia Si đã đặt để bán vào mùa thu này. Gia si muốn trưng bày cửa hiệu cho thật mới mẻ, trước khi chị đi Campo vào tháng 10. Két cũng góp được nhiều ý kiến hay. Có sự hiện diện của chị, cửa tiệm sinh động hẳn lên và ba chị em họp thành bộ ba rất ăn cánh với nhau. Mỗi người có một sự đóng góp riêng, sự kiện rõ rệt là lúc gia si vắng mặt cửa hiệu dường như yếu hẳn gia si không chịu nổi lại có chuyện đó chị không thể tha thứ được hai cô gái cũng hiểu và họ yêu thích công việc của mình gia si trả lương cao hai cô lại được mua quần áo với giá rẻ gia si biết điều hai cô làm việc rất thoải mái hiếm khi gặp được một bà chủ như vậy ở nữ ước kết đã lần lượt làm cho nhiều bà chủ Mụ nào cũng chẳng tính cả và Gina đã chạy mặt nhiều ông chủ rất khó chịu. Cứ bắt cô đánh máy, làm thư ký tốc ký và nhiều việc chẳng dính dáng đến phận sự của cô. Gia sĩ mong mỏi nhân viên làm thêm giờ và làm việc cật lực, nhưng chính chị cũng làm hăng say, đôi khi làm quá nữa. Chị đã gây dựng cho Lady Jay rất thành công và chị mong mỏi hai cô kia giúp đỡ chị cho cửa tiệm đứng vững. Công việc đó không khó chị thay đổi mặt hàng tùy theo mùa và khách hàng rất ưa thích Lady Jay. Cửa hàng vững như đá, cũng vững vàng như bản thân Ra và mọi vật quanh chị vậy. Nào, hai em, bây giờ chị phải coi kỹ thư từ giao dịch mới được. Có chuyện gì tệ hại không? Chẳng tệ hại lắm. Gina trả lời giọng không rõ ràng. Có thư của mấy bà ở Texas hồi tháng 3 có qua đây, hỏi coi thứ chuỗi hạt nhỏ màu vàng đeo cổ có còn đặt mua được không? Em đã viết thư trả lời tất cả mấy bà đó rồi. Gina, chị yêu em. Em luôn luôn phục vụ chị hết mình. Cô cúi chào thật thấp. Gia Si bước vào văn phòng nhỏ của chị ở bên trong. Cách xa cửa tiệm chừng ba bước, chị nhìn quanh tỏ vẻ hài lòng. Cây cối chị trồng rất tươi tốt. Thư từ của chị được xếp đặt gọn gàng. Khóa đơn được thanh toán liếc mắt nhìn chị thấy có thứ tự bây giờ công việc của chị phải làm chỉ là xem của chị ở bên trong cách xa cửa tiệm chừng ba bước chị nhìn quanh tỏ vẻ hài lòng cây cối chị trồng rất tươi tốt thư từ của chị được xếp đặt gọn gàng hóa đơn được thanh toán liếc mắt nhìn chị thấy có thứ tự bây giờ công việc của chị phải làm chỉ là xem lại thông qua chị đang đọc được phân nửa số thư từ thì gina xuất hiện ở cửa vẻ bối rối chị thấy có thứ tự bây giờ công việc của chị phải làm chỉ là xem lại thông qua chị đang đọc được phân nửa số thư từ thì gina xuất hiện ở cửa vẻ bối rối có người đàn ông muốn gặp chị chị ra xì ạ à? ông ta nói có chuyện khẩn cấp cô gái có vẻ bối rối lắm cô cho biết ông này không phải khách quen Tới đây không phải để mua sắm gì đâu. Gặp chị ư? Chuyện gì thế? Ông ta không chịu nói, nhưng ông yêu cầu em đưa chị tấm danh thiếp này. Gina đưa một mảnh giấy nhỏ màu trắng hình chữ nhật. ra xin nhìn vào mắt cô kia. Có điều chi không ổn ư? Gina nhún vai, tỏ ý không biết. ra xì đọc trên tấm danh thiếp. William Houghton, thanh tra, sở cảnh sát, San Francisco. Chị không hiểu, nhìn lại Gina để tìm manh mối. Có chuyện gì xảy ra lúc chị vắng nhà chăng? Chúng ta có mất trộm không? Chúa ơi, mới chân ướt chân giáo trở về gì đọc trên tấm danh thiếp. William Houghton, thanh tra, sở cảnh sát San Francisco. Chị không hiểu, nhìn lại Gina để tìm manh mối. Có chuyện gì xảy ra lúc chị vắng nhà chăng? chúng ta có mất trộm không chúa ơi mới chân ướt chân giáo trở về đã gặp rắc rối sao không đợi một hai tiếng đồng hồ nữa có được không không chị ra ạ em nói thật chẳng có chuyện gì xảy ra cả em cũng không tưởng tượng được chuyện này ra sao mỗi lần gặp bối rối giọng kéo dài của Gina nghe rất trẻ con chị cũng vậy sao em không dẫn ông ấy lại đây để chị hỏi chuyện ông ta lại hay hơn đấy William Houghton theo chân Gina xuất hiện. Cô gái tỏ vẻ nghiêm nghị. Ông thanh tra có vẻ hung dữ. Sao? Mỗi lần gặp bối rối, giọng kéo dài của Gina nghe rất trẻ con. Chị cũng vậy. Sao em không dẫn ông ấy lại đây để chị hỏi chuyện ông ta lại hay hơn đấy? William Houghton theo chân Gina xuất hiện. Cô gái tỏ vẻ nghiêm nghị. Ông thanh tra có vẻ hung dữ. Thanh tra Houghton phải không? tôi là Jassy Clark. Sĩ đứng thẳng người cao song song và ông thanh tra Houghton tỏ vẻ ngao ngán. Ba người cùng giữ vẻ nghiêm trang và các sư cô ở ngoài cũng đưa mắt khen lén nhìn vào.